tôi không ngần ngại tuyên bố rằng tôi mắc nợ rất nhiều cho niềm hứng khởi mà tôi đã rút ra được từ đời sống của đấng giác ngộ quan niệm trí tuệ không làm tôi thỏa mãn ngài là một đức phật cầu nguyện hãy nhìn xem những pho tượng về ngài đạo phật là một bài cầu nguyện dài theo ý tôi lời dạy của đức phật cồ đàm không phải là một tông giáo mới trong chừng mực mà tôi có thể nghiên cứu những giáo huấn cao cả đó, tôi đã đi đến kết luận và kết luận đó tôi đã đạt được trước đây rất lâu rằng cổ Đàm là một trong những nhà cải cách lớn nhất của đạo Hindu và Ngài đã để lại trên nhân dân của đương thời Ngài và trên những thế hệ tương lai một dấu ấn không thể phai mờ của sự cải cách đó. Trong văn hóa Hindu, tôi xin mạng phép đưa ra, văn hóa Phật giáo thiết yếu được bao gồm trong đó bởi lý do đơn giản rằng chính Đức Phật là một người Ấn Độ, không chỉ là một người Ấn Độ, mà còn là một người theo đạo Hindu giữa những tín đồ Hindu. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì trong đời Đức Cồ Đàm củng cố cho niềm tin rằng Ngài đã từ bỏ đạo Hindu và theo một tín ngưỡng mới. Ý kiến có suy nghĩ chính chắn của tôi là phần thiết yếu trong giáo lý của Đức Phật ngày nay hình thành một phần trọn vẹn trong đạo Hindu. Nước Ấn Độ theo đạo Hindu bây giờ không thể đi lại những bước chân của mình và lùi lại sau cuộc cách mạng lớn mà Đức Cồ Đạm đã thực hiện trong đạo Hindu. Bằng sự hy sinh bao la của Ngài, bằng sự từ bỏ vĩ đại của Ngài, và bằng sự tinh khiết không bận nhơ của cuộc đời mình, Ngài đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trên đạo Hindu, và đạo Hindu mang một món nợ tri ân vĩnh hằng đối với bậc đại đạo sư đó ý kiến đinh ninh của tôi là đạo phật hoặc nói đúng hơn sự giáo huấn của đức phật tìm thấy kết quả tròn đầy ở ấn độ ngài chan chứa những thứ tinh hoa trong đạo hindu và ngài làm sống lại một số những giáo lý đã bị chôn vùi trong kinh vệ đà và đã bị có dại mọc khuất lấp tinh thần đạo hindu vĩ đại của ngài cắt xuyên qua rừng rậm từ ngữ những từ ngữ vô nghĩa đã che phủ chân lý vàng rồng vốn nằm trong kinh vệ đà ngài làm cho một số những từ ngữ trong kinh vệ đà mang lại một ý nghĩa mà những người ở thời ngài đã hoàn toàn lãng quên và ngài tìm được ở ấn độ mảnh đất phù hợp nhất và bất cứ nơi nào ngài tới ngài được đi theo và bao quanh chẳng bởi những người không thuộc về đạo hindu mà là bởi những người thuộc đạo hindu những người bản thân thấm nhuần giáo luật vệ đà nhưng lời dạy của đức phật giống như tâm ngài mở rộng khắp và ông choàng lấy tất cả vậy nên nó đã tồn tại sau thân xác ngài và lan khắp mặt địa cầu đức phật chẳng bao giờ từ bỏ đạo hindu nhưng ngài mở rộng nền tảng của nó ngài ban cho nó một đời sống mới và một sự thông giải mới tôi đã nghe tranh chấp nhiều lần không thể đếm hết và tôi đã đọc trong những sách tự nhận là biểu lộ tinh thần của đạo phật rằng đức phật không tin vào thượng đế trong ý kiến khiêm tốn của tôi một niềm tin như thế mâu thuẫn với sự kiện quả là trung tâm của giáo lý đức phật sự hoang mang đã dấy lên từ việc ngài bác bỏ và bác bỏ một cách chính đáng những điều thấp hèn mà trong thế hệ của ngài được thông qua dưới tên của thượng đế không hồ nghi gì ngài bác bỏ quan niệm rằng một hữu thể gọi là thượng đế có thể khiến hoạt động bằng ác ý có thể sám hối về hành vi của mình và giống như các vua chúa trên trái đất có thể mở lòng ra với các cám dỗ và hối lộ và có thể có những ưa chuộng riêng những luật của thượng đế là vĩnh hằng và không thể biến cải và không thể tách lìa với tự thân thượng đế đó là điều kiện không thể thiếu cho chính sự toàn hảo của ngài vì vậy mà có sự hoang mang lớn về việc đức phật không tin vào thượng đế và chỉ tin vào luật đạo đức vì sự hoang mang về tự thân thượng đế này mà nảy sinh sự hoang mang về cách hiểu chính đáng từ ngữ lớn lao là niết bàn. Niết bàn không hồ nghi gì chẳng phải là sự hủy diệt hoàn toàn. Trong chừng mực tôi hiểu được sự kiện trung tâm về đời Đức Phật, niết bàn là sự hủy diệt hoàn toàn tất cả những gì thấp hèn trong chúng ta, tất cả những gì xấu xa trong chúng ta, tất cả những gì hữu bại và có thể hữu bại trong chúng ta niết bàn không giống như cái hòa bình chết chóc đen ngòm của nấm mồ mà là cái hòa bình sống động cái hạnh phúc sống động của một linh hồn tự thức và ý thức được việc đã tìm được nơi an trú cho chính mình nơi tâm của cái vĩnh hằng sự đóng góp của đức phật đối với loài người là lớn lao trong việc phục hồi thượng đế vào vị trí vĩnh hằng của ngài nhưng trong ý kiến tôi còn lớn lao hơn nữa là sự đóng góp của đức phật đối với loài người trong sự ngại yêu cầu coi trọng toàn thể đời sống dù có thấp hèn đến đâu. Toàn thể tâm linh Ngài bừng lên phẫn nộ chống đối với tín ngưỡng rằng một hữu thể gọi là Thượng Đế đòi hỏi thỏa mãn bằng máu tươi của động vật để Ngài có thể hài lòng những động vật do chính Ngài tạo ra. Điều duy nhất mà Đức Phật phô bày cho Ấn Độ là Thượng Đế không phải là một Thượng Đế có thể thoa dịu bằng cách hiến tế những con vật vô tội. Ngược lại, Ngài chủ trương rằng những kẻ nào hiến tế thú vật với hy vọng là làm đẹp lòng thượng đế là mắc một tội kết. Tôi sẵn sàng tuyên bố chống lại toàn thể nước Ấn Độ theo đạo Hindu rằng điều như thế là sai trái, là tội lỗi, là tội ác khi hy sinh một con vật duy nhất với mục đích kiếm được bất cứ mục tiêu gì, hoặc vì ý đồ chuộc tội với Thượng Đế. Quý vị sẽ thấy rằng khi Đức Đạo Sư nói, ta không cấm quý vị ăn thịt, Ngài đang giảng cho một nhân dân, nói theo thuật ngữ Kitô giáo, bị cứng lòng. Chính bởi vì Ngài muốn miễn trừ cho sự yếu đuối của họ mà Ngài cho phép họ ăn thịt, chứ không phải vì Ngài không hiểu tính luận lý trong lời dạy của chính Ngài. Nếu có một vị thầy nào trên thế giới tha thiết với quy luật nghiêm khắc về nhân và quả, thì đó là Đức Cồ Đàm. Đức Cồ Đàm dạy thế gian là đối xử ngay cả với những sinh linh thấp bé nhất như bình đẳng với chính mình. Ngài chủ trương rằng đời sống của ngay những vật bò, bay, máy, cửa trên trái đất cũng quý giá như chính đời sống của Ngài. Thật là kiêu mạn khi nói rằng con người là chúa tể và chủ nhân của các tạo vật thấp kém hơn. Ngược lại, được phú bẩm cho những điều lớn hơn trong đời sống, con người là kẻ được giao phó chăm lo cho thế giới động vật thấp kém hơn. Và vị hiền nhân vĩ đại đã sống cái chân lý ấy trong chính cuộc đời Ngài. Khi tôi còn thiếu niên, tôi có đọc đoạn văn trong cuốn Ánh sáng châu Á, tác giả là Edwin Arnold, thi hóa đời sống Đức Phật, năm 1879, mô tả việc Đức Thầy khoác con chiên lên vai đối diện với những vị bà la môn ngạo mạn và ngu dốt cứ ngỡ rằng bằng cách hiến tế máu của những con chiên vô tội này là họ làm đẹp lòng Thượng Đế và Đức Phật thách thức họ hiến tế duy nhất một người nào trong bọn họ. Chính sự hiện diện của Ngài làm mềm lòng những trái tim cứng như đá của đám người bà là môn. Họ ngó lên Đức Phật, họ luyện những con dao chết chóc của họ đi và mọi con vật kia được cứu thoát. Đức Phật nói, nếu quý vị muốn làm bất cứ hiến tế nào, thì hãy hiến tế chính bản thân mình, lòng tham dục của mình, tất cả những ham muốn vật chất, tất cả những ham muốn thế gian. Đó sẽ là một sự hiến tế làm ta trở thành cao quý đường lối của Ngài là chính đạo, chính ngữ, chính tư duy, và chính hạnh. Ngài cho chúng ta luật từ bi không bị hạ thấp. Và như Ngài xác định phạm vi của luật này, vượt khỏi loài người. Tấm lòng từ ái của Ngài vô hạn, đi tới cả những loài vật thấp hèn nhất, tới đời sống hèn mọn nhất cũng như tới loài người. Và Ngài nhấn mạnh về sự tịnh khiết của đời sống. Một điều khác mà Đức Cô Đàm dạy là tất cả giai cấp thế tập có nghĩa ngày hôm nay, cũng như đã mang nghĩa vào thời ngài, là hoàn toàn sai trái. Tức là nói rằng, Ngài hủy bỏ mọi sự phân biệt về thượng đẳng và hạ đẳng đã ăn sâu vào ruột gan của đạo Hindu. Nhưng Ngài không hủy bỏ quy luật cư xử của người theo đạo Hindu, tùy theo địa vị lúc sinh ra đời, trong đó Vana tức sắc tướng, atrama tức giai đoạn trong đời hay và dharma tức đạo pháp cả từ này có nghĩa là đạo pháp cư xử theo trật tự xã hội lý tưởng vana dharma không phải là giai cấp thế tục gọi tắt là thế cấp tôi chủ trương rằng không có gì chung giữa thế cấp và vana trong khi vana đem lại đời sống thì thế cấp hủy diệt nó và tiện dân tức những kẻ không ai được đụng chạm tới là biểu hiện đáng tởm nhất của thế cấp vì vậy các bạn sẽ trục xuất sự không được chạm tới này khỏi chung quanh bạn tôi mong mỏi các bạn sẽ đảm đương những bước lập tức để công bố rằng mọi người đều tuyệt đối bình đẳng với tất cả những người còn lại bạn đang chối bỏ đạo phật bạn đang chối bỏ nhân tính chừng nào bạn còn coi một người độc nhất là một người không thể chạm tới tôi xin mạn phép đề nghị với các bạn là việc học hỏi của các bạn về đạo phật còn chưa trọn vẹn trừ khi các bạn học hỏi những nguồn gốc nguyên thủy mà đức thầy đã rút ra hứng khởi tức là trừ khi bạn học chữ Sanskrit và các kinh điển viết bằng chữ Sanskrit. Nhưng bổn phận của các bạn, nếu các bạn muốn hiểu tinh thần của Đức Phật chứ không phải con chữ của Đạo Phật, không chấm dứt ở đó. Sự học hỏi đó có những điều kiện mà tôi xin mô tả cho các bạn. Những điều kiện đó là một người đàn ông hoặc một người đàn bà tiếp cận việc học hỏi một tôn giáo thì việc đầu tiên là phải tuân thủ năm giới răng đó là năm quy luật tự kiềm chế mà tôi sẽ xin nhắc lại. Thứ nhất là Brahmacha, sự tịnh khiết, thứ hai là Satya, sự thật, thứ ba là Ahimsa, tuyệt đối vô hại, không làm thương tổn đến cả một con ruồi, điều kiện kế tiếp là Astya, không trọng cấp, không phải chỉ hiểu theo nghĩa thông thường. Mà ngay cả khi bạn chiếm hữu hoặc đưa con mắt tham lam lên bất cứ thứ gì không phải của riêng mình, thì điều đó cũng trở thành trọng cấp cuối cùng là apariga tức là không muốn chiếm hữu các giàu sang thế gian hoặc những thứ khác một người muốn như thế không thực sự thích nghi để hiểu tinh thần của đức phật không cần thiết cho tôi việc giải thích cho một nhân dân đã cảm hứng với tinh thần của đời sống đức phật rằng cuộc sống không phải là một chùm các sự hưởng lạc mà là một chùm bổn phận rằng cái tách biệt con người khỏi loài thú thiết yếu là ở việc con người nhìn nhận sự cần thiết phải đặt ra một chuỗi những giới răng cho việc hưởng thụ thế gian chớ bị hoa mắt bởi sự huy hoàng đến với các bạn từ phương tây đừng bị ngã ngửa vì màn phô bày phù du này đấng giác ngộ đã nói với các bạn bằng những lời không bao giờ có thể quên được rằng tuổi thọ của đời này chỉ là một cái bóng thoáng qua một thứ chóng tàn và nếu bạn có thể nhận thức được tính chất hư vô của tất cả những gì xuất hiện trước mắt bạn, thì tính không của trường hợp vật chất mà bạn thấy phía trước chúng ta luôn luôn là vô thường, khi đó sẽ có những kho báu cho bạn ở bên trên, và hòa bình cho bạn ở dưới này. Hòa bình vượt khỏi mọi hiểu biết và hạnh phúc mà chúng ta là những kẻ hoang. Toàn xa lạ Nó cần một niềm tin rất đổi ngạc nhiên, một niềm tin thiêng liêng và sự buông bỏ tất cả những thứ chúng ta thấy phía trước chúng ta. Những gì Đức Phật đã làm, Đức Kitô đã làm, và cả Đức Ma Hôm đã làm. Đời họ là những cuộc đời hy sinh tự thân và buông bỏ. Đức Phật đã buông bỏ mọi hạnh phúc thế tục vì Ngài muốn sang sẻ với toàn thế giới niềm hạnh phúc của Ngài, cũng là của những ai hy sinh và chịu đựng để kiếm tiền chân lý nếu một điều tốt là leo lên đỉnh núi himalaya hy sinh những cuộc sống quý giá để có thể lên đến đó và làm một số điều tuân thủ nhỏ nhoi nếu một điều vinh quang là từ bỏ kiếp này đến kiếp khác để cắm một ngọn cờ trên những đỉnh xa nhất của trái đất thì còn vinh quang đến đâu nếu cho không phải là một cuộc đời buông bỏ không phải một triệu cuộc đời mà là một tỷ cuộc đời để đi tìm kiếm chân lý có hiệu lực và không thể hư hoại vậy đừng bị nghiêng ngã đừng bị cuốn xa khỏi sự đơn sơ của tổ tiên các bạn một thời đang tới khi những ai đang điên cuồng rượt đuổi ngày hôm nay để nhân lên gấp bội các ham muốn của họ suy nghĩ một cách vô bổ rằng họ làm tăng thêm bản chất có thật hiểu biết có thật về thế giới rồi sẽ lui bước và nói rằng chúng ta đã làm chi vậy các nền văn minh đã đến rồi đi và mặc dù tất cả sự tiến bộ được khoa trương của chúng ta tôi muốn xin lặp lại nhiều lần câu hỏi với mục đích gì những người làm tốt khi có đức phật là đạo sư sẽ làm tốt để thăm dò những khả tính vô giới hạn của sự bất bạo động nó vô cùng lớn lao hơn những châu ngọc và hột xoàn mà người ta hết sức quý báu nếu bạn sử dụng sự bất bạo động một cách khôn ngoan nó có thể trở thành cứu giúp chính bạn và cứu giúp loài người bất bạo động là một sức mạnh vô cùng năng động khi được hiểu và sử dụng đúng đắn hoạt động của một con người bạo động thì nhìn rõ nhất trong lúc nó thể hiện. Nhưng nó luôn luôn là thoáng qua, cũng thoáng qua như những sự chém dết của thành các tư hãng. Nhưng những hiệu quả của hành động bất bạo động của Đức Phật còn lại mãi và hẳn là sẽ tăng trưởng cùng với thời gian. Hành động bất bạo động càng được thực hành thì càng mang lại hiệu quả và càng không thể cạn kiệt, rốt cuộc cả thế giới sẽ đứng sững sờ và la lên một phép màu đã xảy ra châu á có một thông điệp cho toàn thế giới chỉ cần nó sống đúng với thông điệp đó có dấu ấn của ảnh hưởng phật giáo trên toàn thể châu á bao gồm ấn độ trung quốc nhật bản miến điện sri lanka và các nước mã lai để châu á không phải hiện hữu chỉ cho châu á mà cho toàn thế giới nó phải học lại thông điệp của đức phật và trao truyền thông điệp ấy cho toàn thế giới